các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Lạ lùng canh tấm rau lan. Canh rau lan chắc mọi người đều biết, nhưng canh tấm rau lan thì dẫu có tìm khắp Google vẫn là một món ăn bí ẩn. Ngày đó nhà tôi nghèo lắm, nhà có 5 chị em, thầy nhàu đầu ốm, mỗi lần thì tiền thuốc thang thôi cũng đã oằn vai cha mẹ. Có những lúc nhà tôi hầu như không có cơm để ăn, chỉ toàn ăn khoai và rau để sống. Sau đó mẹ tôi bắt đầu xoay đủ cách để có tiền. Mẹ mua lúa của người dân rồi mang đi xay, chỗ dùng để đun nấu, cám để nuôi heo. Mẹ thường ngồi ngoài sân sàn gạo, gạo lớn trên sàn, hạt tấm dưới sàn, đều để bán. Thỉnh thoảng mẹ để lại cho chị em tôi vài ống bơ đầy tấm để nấu cơm. Nhưng thường thì chị hai sẽ không nấu cơm. Chị bảo nấu cơm không đủ cho cả nhà ăn, chị sẽ chế biến một món để các em no căng bụng mà chỉ cần một lon tấm nhỏ. Chị giao việc cho mọi người. Chị ba thì đi bắt cua đồng, chị tư thì đi cào lá bạch đàn trên ngọn đồi gần nhà. Tôi nhỏ nhất nhận nhiệm vụ ra vườn hái một rổ rau lan. Chị hai dặn đi dặn lại, chỉ được hái lá non, không hái lá già, cũng không được ngắt đọt rau lan non. Sau khi nguyên liệu đã đầy đủ, chị cho tấm vào rổ, đặt lên thau nước vo đi vo lại. Để rửa sạch những vỏ trấu nhỏ hay những bông cỏ mì li ti còn sót lại. Một nửa số cua đồng, chị cho vào cối giã nhỏ, rơi lấy nước và thịt cua. Nửa còn lại, chị lại đem nướng nguyên con. Chị châm lửa, những chiếc lá bạch đàn tí tách reo ca. Mùi thơm của tinh dầu ấm áp xộc vào cái mũi khụt khịt của tôi những ngày đông giá rét. Chị bắt chảo lên, rang tấm cho đến khi ngả màu ngà ngà với mùi thơm phương phức là được. Rồi chị cho một chút mỡ heo vào nồi, giã nắm hành tăm nồng nồng mới đào trước ngõ. Khi mỡ trong nồi nóng lên, chị cho hành tăm vào đảo nhanh tay. Những củ hành nhỏ xíu còn hắc nồng như vậy mới vào nồi thôi đã thơm nước mũi. Hành vừa vàng thơm, chị cho ít nước vào nấu. Khi nước sôi sùng sục, chị sẽ đổ chảo tấm vừa rang vào, đùng lửa thật to, cho sôi, rồi để lửa riu riu cho những hạt tấm chín thật nhừ. Khi những hạt tấm bắt đầu chín mềm, chị hai mới đổ thêm nước lọc cua đồng vào, nấu cho đến khi sôi lại, rồi nêm nếm gia vị. Đặc biệt, không thể thiếu mắm tôm. Trong lúc nấu canh, chị thoăn thoắt cho phần cua đồng còn lại lên nướng. Chị cũng bắt đầu sắc mỏng rau lan, cho vào nồi, rồi nhấc ra khỏi bếp. Bữa tiệc thịnh soạn của những đứa trẻ nông thôn nhà nghèo đã bắt đầu. Múc một muỗng tấm cho vào miệng, kèm một chút nước canh và miếng rau, lại thêm tí cua đồng vón cục. Cảm giác ngọt ngào, lan tỏa. Từng miếng tấm kết dính vào nhau, mềm nhừ như vừa là cơm, vừa là cháo. Vừa như khoai xéo, lại như thể nắm xôi dẻo như ngày Tết mẹ thường nấu. Từng miếng rau vừa dai giòn, vừa thanh mát, quyện vào vị đậm đà và mùi thơm đặc trưng của mắm tôm, khiến tôi chưa kịp nhai đã phải nuốt chửng vào bụng. Những con cua đồng nướng thơm mềm, giòn tan, được bọn trẻ chúng tôi nhai rôm rốt, rộn ràng cả gian bếp. Đặc biệt, món canh tấm rau lan nếu rắc ít ớt bột sẽ mang hương vị ngon khó lòng diễn tả. Có lẽ lúc đó do quá nghèo đói mà chị tôi tạo ra một món ăn đặc biệt. Để tiết kiệm số tấm ít ỏi mà mẹ đã chắc chiêu giữ lại cho các con. Một nồi canh thôi đã đủ no bụng cho cả nhà. Món canh tấm rau lan rất ngon ấy, thỉnh thoảng chị mới nấu cho chúng tôi ăn. Và mỗi lần được ăn, với tôi đều như lần đầu, với tất cả sự háo hức, khát thèm thơ trẻ. Giờ tôi đã vững vàng nơi phố thị, có nhà cao, cửa rộng, với những bữa cơm thịt cá ê hề. Vậy mà vẫn thèm biết bao. Tôi canh tấm rau lan của ngày xưa nghèo đói. Thỉnh thoảng tôi vẫn nấu một nồi để cả nhà cùng thưởng thức. Bọn trẻ con thích thú ăn ngon lành vì món lạ mẹ làm. Còn tôi như được sống lại những giây phút của ký ức, của nỗi nhớ, niềm thương trong sâu thẳm trái tim mình.